Chào mừng tất cả các bạn đến với VNTEN. Tôi là Khánh Hồ, tôi là kỹ sư xây dựng. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một số từ vựng và một số câu trong tiếng Anh liên quan đến hoạt động thi công, giám sát và quản lý các dự án công trình xây dựng. Chúng ta cùng vào bài học. Câu đầu tiên đó là Supervision on activities at the site through site manager. Có nghĩa là giám sát mọi hoạt động trên công trường thông qua sự hỗ trợ của chỉ huy trưởng. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích từng từ như sau. Supervision có nghĩa là giám sát. On activities có nghĩa là mọi hoạt động. At the site có nghĩa là trên công trường. Through site manager có nghĩa là thông qua sự hỗ trợ của chỉ huy trưởng. Vậy chúng ta sẽ có câu hoàn chỉnh là Supervision on activities at the site through site manager có nghĩa là giám sát mọi hoạt động trên công trường thông qua sự hỗ trợ của chỉ huy trưởng. Chúng ta đến câu thứ hai, đó là support site manager to solve the problems at the site có nghĩa là hỗ trợ chỉ huy trưởng xử lý các vấn đề xảy ra trên công trường. Chúng ta có từ support có nghĩa là hỗ trợ, site manager có nghĩa là chỉ huy trưởng, to solve the problems có nghĩa là xử lý các vấn đề, at site có nghĩa là trên công trường. Chúng ta cùng đến câu tiếp theo, đó là support project manager in contact with consultant and investor to solve the problems relevant to the payment. Có nghĩa là hỗ trợ quản lý dự án, liên hệ tư vấn và chủ đầu tư giải quyết các vấn đề liên quan đến thanh toán. Chúng ta có các từ vựng như sau. Đó là in contact có nghĩa là trong việc liên hệ. Consultant có nghĩa là tư vấn giám sát. And investor có nghĩa là chủ đầu tư. To solve the problems có nghĩa là giải quyết các vấn đề. Relevant to có nghĩa là liên quan đến việc gì đấy. The payment có nghĩa là việc thanh toán. Support có nghĩa là hỗ trợ. Project manager có nghĩa là quản lý dự án. Rồi, chúng ta đến những phần tiếp theo như sau. Chúng ta đến phần quyền hạn, authorities. Chúng ta có câu đầu tiên như sau. Representation for project manager to solve all problems at site có nghĩa là có quyền thay mặt quản lý dự án xử lý mọi vấn đề trực tiếp trên công trường. Trong quá trình thi công giám sát thì chúng ta sẽ có những trường hợp thì buộc phải thay mặt cho ai đó để xử lý trực tiếp mọi vấn đề trên công trường trong trường hợp gấp rút cần phải triển khai ngay. Thì chúng ta sẽ thường sử dụng câu này. Representation for project manager to solve all problems at site. Đấy. Chúng ta cùng phân tích từng từ. Representation có nghĩa là thay mặt ai đó, đại diện. Đây là một danh từ, có nghĩa là đại diện cho ai đó. Representation for có nghĩa là thay mặt cho ai đó, đại diện cho ai đó. Project manager có nghĩa là quản lý dự án. To solve the on problems at site có nghĩa là xử lý mọi vấn đề trực tiếp trên công trường. Chúng ta đến phần tiếp theo. Chúng ta có câu này. Take responsibility for manage and executive the schedule set up by project manager. Xin lỗi các bạn, có một từ này. Đó là executive. Tôi đánh nhầm từ này. Thực ra từ này đó là execute, có nghĩa là thực hiện. Take responsibility có nghĩa là chịu trách nhiệm. For manage là chịu trách nhiệm cho việc quản lý. And execute có nghĩa là thực hiện và thi công. The schedule có nghĩa là đúng tiến độ. Set up có nghĩa là đề ra. Project manager có nghĩa là quản lý dự án.
thì chúng ta có một câu hoàn chỉnh, đó là take responsibility for manage and execute the schedule set up by project manager, có nghĩa là chịu trách nhiệm quản lý thực hiện thi công đúng tiến độ do quản lý dự án đề ra. Chúng ta đến câu tiếp theo, đó là check and confirm on technical drawings and files of execution, có nghĩa là kiểm tra và chuẩn y tất cả các bản vẽ hồ sơ thi công. Đấy. Chúng ta có các từ như sau: check có nghĩa là kiểm tra, confirm có nghĩa là xác nhận, cũng có thể nói là chuẩn y có nghĩa là xác nhận lại những gì đã kiểm tra và ghi vào. On technical drawings có nghĩa là tất cả các bản vẽ kỹ thuật. Files of execution có nghĩa là hồ sơ thi công. Rồi, chúng ta tiếp đến câu tiếp theo, đó là control and process on activities happening at the site, có nghĩa là kiểm soát và xử lý tất cả các hoạt động trên công trường. Chúng ta có từ là control có nghĩa là kiểm soát, project có nghĩa là xử lý, on activities có nghĩa là tất cả các hoạt động, at the site trên công trường, happening là những hoạt động đã xảy ra trên công trường. Chúng ta tiếp đến câu tiếp theo, đó là solve the problems happening when executing by the permitted components, có nghĩa là giải quyết các sự cố xảy ra khi thi công trong thẩm quyền cho phép. Đây. Chúng ta cùng phân tích từ từ. Solve the problems có nghĩa là giải quyết các sự cố xảy ra, happening đã xảy ra. Executing có nghĩa là khi thi công. Executing có nghĩa là thì hiện tại tiếp diễn của cái từ execute này, thì chúng ta sẽ thêm từ executing có nghĩa là cái việc đang xảy ra, đang thi công. Đấy. Permitted competence có nghĩa là thẩm quyền cho phép, thẩm quyền đã được duyệt và được cho phép. Đấy. By, chữ by là trong thẩm quyền cho phép, by permitted competence. Chúng ta tiếp đến câu tiếp theo, đó là contact consultant or investor to check and take over the volume of execution at the site. Đấy, có nghĩa là liên hệ tư vấn hoặc chủ đầu tư để giải quyết nghiệm thu khối lượng thi công. Contact là có nghĩa là liên hệ, consultant có nghĩa là tư vấn, or investor có nghĩa là chủ đầu tư. Check and take over có nghĩa là kiểm tra và nghiệm thu. Kiểm tra và nghiệm thu là giải quyết nghiệm thu, có thể thể hiểu nôm na đó là giải quyết nghiệm thu. Volume có nghĩa là khối lượng, volume of execution có nghĩa là khối lượng thi công. At the site có nghĩa là tại công trường á. Và thôi, chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Chúng ta kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhớ like và subscribe kênh để nhận được những video hữu ích hàng ngày.